Rồi, ok, chào các bạn nha. Thì hôm nay là có một số anh em là nhắn tin với điện thoại hỏi mình là tại sao mà hiện nay là trên những cái video mình nó xuất hiện mấy cái dòng chữ mà màu đen như thế này anh em. Nó chia mất đi cái thông tin hình ảnh của cái sản phẩm mà mình đưa ra. Như là dòng chữ thế này nè. Nó chia mất đi số điện thoại với lại giá cả rồi của mình hay ghi trên cái video anh em. Đó, như thế này. À, video thì mình đã tắt tiếng rồi. Nhưng mà những cái chữ này thì nói chung là nó không có hợp theo cái ngôn ngữ mà mình nói á. Tại vì mình nói nhiều lúc cái tiếng ở địa phương đó, nó ngôn ngữ nó dịch ra không có chính xác nha anh em. Đây là cái chủ đề mà những cái video video ở trên YouTube đó họ họ tự lập ra thôi. Những cái phụ đề á. Phụ đề mà YouTube họ sẽ tự sáng sáng tạo ra nhưng mà nó không có chính xác theo cái ngôn ngữ mà mình nói nha, tại vì mình nói nhiều lúc theo tiếng địa phương thì nó không có chuẩn lắm nên là nó dịch sai. Thì anh em nhìn vào cái chữ này nhìn rất là tức mắt nha anh em. Đây, giờ mình chỉ anh em một cách là tắt cái chủ đề này này. Đây. Tắt cái dòng chữ màu đen mà nó chia đi cái hình ảnh của cái cây mai này nha. Đấy. Bây giờ anh em vào cái biểu tượng dấu ba chấm ở trên góc phải màn hình bên trên. Đấy, anh em nhấn vào thì để mình quay tay đây. Đấy, anh em nhấn vào đây. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo như thế này. Thì mọi người chọn vào cái chế độ phụ đề này. Đấy. Anh em nhấn vào tích vào cái biểu tượng tách phụ đề đi. Đấy, thì nó sẽ tách nha. Nó sẽ tách. Hoặc là một cách mà đấy nó tách mất rồi đó anh em, không? Giờ mình chạy video nó không còn nữa nè. Nó không có còn, nó vẫn cái để số điện thoại của mình thôi nên không có dòng chữ màu xanh chia nha. Chữ màu đen. Một cách thứ hai là đơn giản hơn là anh em thấy cái chữ mà sơ sơ trên góc đang à, sơ sơ này anh em tích vào thôi, chạm vào thì phụ đề nó sẽ bật lên nha, phụ đề nó bật lên anh em đóng đi thì nó sẽ tách. Đấy là cách nhanh nhất. Nếu anh em không có cái như vậy thì anh em vào cái như nãy mình nói thôi, đó là tách đi cái phụ đề mà trên cái video của mình. Rồi anh em xem cái video của mình, nếu mà thấy yêu thích kênh của mình thì cũng nhấn nút đăng ký kênh nha. Đây là sẵn là video hôm nay là mình chỉ anh em cách mà mình đăng ký kênh và mình bật những cái thông báo sao mà cho mà khi mà mình đăng những cái video á thì anh em sẽ nhận video ngay lập tức nha, không có bỏ lỡ qua những cái video giao lưu kênh. À, những lúc mình giao lưu những cây giá nó rất là rẻ thì mình mua được rẻ thì mình giao lưu rẻ thì anh em có thể giao lưu kịp thời nha. Đây này, đây là khi mà mình vào cái kênh của người ta này mình nhấn vào nút đăng ký nha. Đấy, mình chọn đăng ký và nó chỗ này là nó mặc định ngẫu nhiên cho anh em là cái thông báo là mặc định ngẫu nhiên, nhưng mà anh em nhấn vào đây nó sẽ hiện lên tất cả các cái thông báo là sau này là mình đăng bất cứ cái thứ gì là anh em đều có thể xem được, nó đều gửi thông báo đến mọi người hết nha. Đấy anh em tích vào đây. Đấy, ok, nó sẽ có cái biểu tượng rung chuông này, còn lúc nãy là nó chỉ biểu tượng là thông báo bình thường thôi, nó không có rung chuông á. Thì mình giờ mình tích lên nha. Đấy, đấy rung chuông có nha, để đăng ký rồi. Ok, như vậy là khi mà mình đăng video thì anh em sẽ nhận được cái thông báo đầu tiên nha, không bỏ lỡ qua những cái đoạn những lúc mà mình giao cây nó giá nó hợp hợp lý nha, hữu nghị nha, giá rẻ thì anh em nhanh tay mua được. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của mình để trên màn ảnh này, 0987 096 755. Đấy là số mình dùng để làm Zalo và số mình dùng để giao lưu cây cảnh nha. Rồi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.